Buffet 5 sao siêu sang, xịn mịn với tôm hùm, bào ngư và cua ăn thả ga. Đặc biệt là giá mềm so với các nhà hàng buffet 5 sao khác, các bạn không nên bỏ qua nha. Và ở đây là nhà hàng Mermaid Restaurant, nằm ở tầng 25 của khách sạn La Villa Saigon Hotel. Như các bạn cũng nhìn thấy đó, vừa bước vào là chúng ta đã gặp ngay nguyên một cái quầy hải sản nhìn rất chi là bắt mắt luôn nha. Ở đây có bạch tuộc, có ốc, có hàu nè. Rồi tôm hùm Alaska, tôm hùm bông, cua, ghẹ, tôm sú, bla bla bla, rất là nhiều và ngập tràn luôn. Trưng bày thì cực kỳ là bắt mắt. Và vì ở đây là buffet nên mình được quyền ăn thả ga, mình muốn ăn bao nhiêu thì mình ăn. Về tôm, cua, ghẹ các thứ thì các bạn không có tự gấp nha, mà mình sẽ order nhân viên người ta chế biến các món ăn từ trong bếp rồi mang ra cho mình luôn. Cái anh nhân viên tư vấn hải sản ở đây rất là nhiệt tình luôn nha, anh lấy đủ vị cho cả nhà mình dùng thử hết trơn. Mà phải công nhận đây chính là một chiếc buffet có đồ ăn đa dạng nhất mà trước giờ vẫn đi luôn. Có các món điểm sắm của người Hoa nè, có bún Thái, rồi có bào ngư, có gan ngỗng. Bào ngư thì sẽ có đầu bếp chế biến trước mặt mình luôn, mình đặt bao nhiêu con thì mình cứ tới gọi đầu bếp nha, người ta làm xong tí xíu người ta sẽ bưng ra bàn cho mình. Quầy buffet ở đây kéo dài và rất là nhiều món luôn nha. Mẫn đi quay mà Mẫn cũng mệt luôn á mọi người. Có pizza nè, các món Tây như là bistec, khoai tây chiên, bla bla bla. Món Hoa thì hồi nãy Mẫn có quay điểm sắm á mọi người. Còn ở đây thì là có thêm vịt quay nữa. Các món chế biến sẵn tự phục vụ thì có cá hồi nè, có vẹm, có súp cà chua, có bò hầm, mì Ý, cơm chiên, bla bla bla. Rất là nhiều món luôn nha. Về món Nhật thì sẽ có sushi các loại cũng như là sashimi. Sashimi ở đây thì rất là tươi và ngon luôn nha, được fill lên liên tục. Về tráng miệng thì chúng ta sẽ có quầy bánh ngọt nè, quầy kem và quầy trái cây. Về quầy bánh ngọt thì ở đây không quá đa dạng về bánh nhưng mà trưng bày rất là đẹp, dễ thương luôn. Có các loại topping, mình có thể ăn kèm với kem hoặc là ăn với bánh nha. Nhìn nguyên cái tháp bánh macaroon này trời quá là đã luôn á. Và giá vé buffet ở đây là 1.230.000 cho một người nha, chưa tính 8% phí VAT và 5% phí phục vụ nha. Buffet ở đây hình như là có mỗi ngày luôn á, diễn ra từ 16 giờ cho tới 21:30 hàng ngày. Đi hết cái quầy bánh kem tráng miệng đồ xong á, Mẫn tưởng là hết rồi nhưng mà không nha. Ở bên đây còn một cái quầy tráng miệng các món chè của Việt Nam nè. Chè bánh lọt, hạt é, xương sa, xương sáo, đồ sâm bổ lượng, đồ ha, xong rồi có các loại bánh quê nữa, bánh chuối nè, bánh lá dứa nè. Nên á là những ai không thích ăn các món Tây hay món Hoa đồ thì vào đây vẫn có các món thuần Việt cho chúng ta tha hồ mà ăn ha. Và kế bên cái quầy chè này á sẽ là một cái quầy có các loại cheese nè, cũng như là thịt nguội với lại bánh mì. Cheese là tụi mình hay gọi là phô mai đó. Rồi còn có thêm dưa chuột rồi dầu ô liu ngâm đồ hen. Về bánh mì á, nếu mà các bạn muốn ăn bánh mì nóng thì chúng ta có thể lấy bánh mì bỏ vào cái lò hâm này nè, nó sẽ tự động hâm bánh mì, khi mà lăn xuống là bánh mì đã nóng hổi rồi. Tưởng đâu là tới đây là hết món rồi nhưng mà chưa nha, vẫn còn một cái quầy salad và các món gỏi cuốn của Việt Nam nữa. Thiệt sự là rộng và quá nhiều quầy món ăn luôn á, bởi vậy tới giờ mới edit được cái clip này trong khi đã đi mấy tuần rồi. Và ta da, đây là bàn ăn của nhà Mẫn nè. Chỗ này sẽ là một địa điểm lý tưởng dành cho những bạn nào mê hải sản cao cấp nha, tại vì hải sản cao cấp là ở đây có đủ hết trơn á. Về tôm hùm Alaska, người ta chỉ làm một món duy nhất đó là hấp thôi, nhưng mà tôm hùm bông thì là làm sốt ớt nè, sốt phô mai nè, sốt tiêu đen. Bà ngoại cô ca rất chi là hào hứng luôn nha. Và bây giờ Mẫn sẽ ăn tôm hùm bông nướng phô mai. Theo khẩu vị cá nhân của Mẫn thì trong các loại sốt, tôm hùm nướng phô mai là ngon nhất nha. Cái sốt phô mai ở đây nêm nếm vừa ăn mà nó béo ngậy luôn, còn thịt tôm hùm thì chắc và ngọt thịt. Thịt tôm hùm khá là tươi nè, chế biến vừa tới không có bị khô cái thịt con tôm. Màu đỏ này thì có vị cay nhẹ, mặn mặn, ngọt ngọt. Còn sốt tiêu đen này thì rất là thơm mùi tiêu luôn. Vị cay của nó hơi nồng và rất là ấm nha. Còn cái này thì chắc là tôm hùm Alaska rồi, mà cái càng nó đâu không biết nha. Nhưng mà cái con này nó rất là nhiều gạch và trứng tôm luôn. Tiếp đến chúng ta có bào ngư dai giòn sừng sớt. Bào ngư sốt dầu hào, cái nước sốt rất là thơm nhưng mà cái vị nó thanh thanh nhẹ nhàng lắm luôn. Còn đây là những bé hào mộng nước nướng phô mai. Cái này thì chắc là sò điệp Nhật rồi, trời ơi con nào con nấy nó bự, nó ú nu à. Ngoài ra còn ốc bươu lá Pháp và rất là nhiều món khác nha. Nhưng mà ở đây mình ăn ở tầng 25, bởi vậy khi mà mình bước ra cái ban công là ta da, chúng ta vừa ăn vừa có thể ngắm được view thành phố về đêm rất là lung linh luôn. Khi mà đặt bàn nếu mà các bạn muốn ngồi không gian máy lạnh thì có thể ngồi bên trong, còn nếu mà mình muốn ngắm cảnh thành phố về đêm thì mình có thể ra ban công ngồi, nhưng mà bên ngoài thì không có máy lạnh nha, mình hưởng gió trời nha. Rồi ăn lẹ lẹ mấy miếng bánh tráng miệng, sau đó là tính tiền thôi. Buồn quá tan gái mềm màu. Và chỗ này nằm ở địa chỉ 280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3 nha mọi người ơi. Giờ thì bye bye mọi người.